rộn ràng, hổ vàng phát lộc. Cơ hội quay số trúng thưởng với 90 xe Yamaha, 90 chỉ vàng SJC và 1.000 thẻ cào điện thoại. Lì xì 2 triệu đồng khi mua Grande và Genus, 7 triệu đồng khi mua Frigo S và 5 triệu đồng khi mua Frigo. 28. Già rồi, sang năm là sang 29 rồi. Già rồi. Ôi, hỏi tuổi làm cái gì vậy? Nghe hỏi tuổi làm gì? Ok. Cô nghe bài gì? Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Mai Anh Tài. Ngày hôm nay lại tại căn phòng quen thuộc của mình thì mình sẽ làm lại một cái series mà anh em cũng muốn mình làm lại trong cái đợt dịch vừa rồi. Thì đó là video call cùng những cô gái mà mình đã làm ở trong series Hát Cùng Người Lạ. Thì có một cô gái rất là đáng yêu mà mình cũng về cũng nói chuyện qua một vài lần với bạn ấy. Rất là nhí nhảnh, đáng yêu luôn. Nên là ngày hôm nay, với lại ở trong cái clip bạn ấy thì rất nhiều bạn comment là cô bạn này đi, bạn này đáng yêu lắm, các thứ. Thế là mình tiếp tục làm cái series này lại cho các bạn. Thì hôm nay sẽ ngồi nói chuyện phiếm và hát cho bạn ấy nghe xem là xem hôm nay cuộc nói chuyện sẽ như thế nào nhá. Bạn này tên là Vi. Ok, trước khi vào video thì anh em nhớ cho mình một like, một subscribe ở Mai Anh Tài Official và nhớ là bật thông báo nữa nhá. Ok, vào video thôi. Hello. Hello cô gái, hay đi bar? Chết chợt nha, năm nay không có đi bar luôn á. À, phòng anh á. Anh mới quay, xong. Quay gì ạ? À, anh quay mấy bài hát, mấy bài cover mà đăng TikTok rồi. Em làm gì á? Trời, em mới đi chill gì? Đi chill về đi đâu? Là kiểu mình ngồi cà phê ngoài đường xong mình. À, hôm nay không đi bar nữa à? Không có con bar nào mở luôn á. Thế à? Ơ nhưng mà hôm Giáng sinh anh có lượn lờ đi chơi ấy. Em anh... ở nhà. Ở nhà. Giáng sinh em ở nhà. Anh thấy hôm Giáng sinh hôm tiếc nhỉ. Hôm đấy anh cũng thôi, ở nhà thôi anh ơi. Nguyên tuần là em đi show full tuần, không có sức đi chơi luôn á. Thế á? Có... đi show luôn á? Em đang làm mà. Em đang chụp ảnh mẫu nhỉ? Ừ. À kinh nhỉ, cuối năm nhiều show. Tết nay lại có bánh chưng có thịt rồi. Anh bánh chưng là không có thịt luôn, toàn đậu. Nhưng mà... Sao? Em nói trước đi. Ủa anh quay YouTube à? Oh no. Đúng không? YouTube đúng không? Thì anh làm à? Trời ơi, em thấy clip của anh rồi. Clip của anh và em luôn. Trên YouTube. Bạn em mới gửi khoảng mấy cái tuần trước á. Trước. Trời ơi. Nó chọc em dễ sợ luôn á trời. Ơi. Nhưng mà hôm đấy em không biết là quay à? Không, em không biết mà anh để... Ủa anh để cam ở đâu mà anh biết luôn á. Anh để cam ở mãi xa cơ vì cái ông ấy bắn xa. Nhưng mà sao có... ông? Nó gửi cho một hồi nhóm của nó. Nhưng mà thế á? Bạn của em và hai đi nhậu. Bạn nhậu. Anh nhậu ở đây ở Sài Gòn. Ừ. Xong nói chọc em quá trời luôn á. Nhưng mà vui thiệt. Nhưng mà có ngại không? Anh có ngại. anh quên mất là em còn học không nhỉ? Hay đi làm rồi? Em sắp xong rồi đó. Sao xong em rồi? Còn 2 tuần nữa là học xong môn để học luôn rồi. À, xong hết rồi. À. Còn thực tập nữa. À, thực tập lâu không? Chắc nửa năm. Đâu 3 tháng. 3 tháng. Nhưng anh trước ở như anh ở trước anh học thì thực tập nửa năm. Nửa năm không đi làm luôn. Nửa năm. Làm công nhân luôn. Ừ. 5 minutes later. Bây giờ anh có đàn đây không? Anh có. Nghe hát à? Rồi nhá. 500.000 một bài. What? Em không nghe bài gì? Em my worst. Em my worst. Nghe anh hát trên đấy giờ. Ở bài đấy không bật quyền. Can I call you baby?
Can I be my friend? Can I be my loving up until the very end? Let me show you love, oh, don't pretend. Stay by my side and feel when the world is caving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me and my world. No, I'm not perfect, but I hope you see my world. Visually, you nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'll do the world. Thực ra anh ngắt tiếng Anh nghe buồn cười lắm. Anh phát âm nó chưa được chuẩn đấy. Vì đợt ngày xưa ấy, có đợt ngày xưa hồi học đại học ấy là anh học tiếng Đức. Ừ, đợt đấy anh định đi học, anh định đi du học Đức. Nhưng cuối cùng lại thôi, lời học quá. Nên là từ khi mà phát âm tiếng Đức kiểu nhiều xong ấy, bắt đầu kiểu phát âm tiếng Anh cứ lúc nào bị nặng ấy. Em phát âm bị nặng rồi. Ừ, phát âm tiếng Đức nó kiểu bị Auf Wiedersehen. Kiểu nó cứ bị dè dè, xong rồi nó nặng các thứ ấy. Xong rồi về sau anh bị quen nhiều quá. Xong rồi trong quá trình làm không sử dụng nhiều tiếng Anh ấy, nên là hát tiếng Anh nó hơi buồn cười. Nhưng mà anh sinh năm bao nhiêu á? À, anh 93. 93 là 27 tuổi rồi. 28. 28. Già rồi, sang năm là sang 29 rồi. Già vãi. Không hỏi tuổi làm cái gì vậy? Nên hỏi tuổi làm. Tí mà bây giờ vẫn ok, nhưng mà đấy là công việc của anh mà. Không, anh tính như này này. Anh tính rồi. Anh tính là tầm 32-33 tuổi mới cưới. Nếu mà đợt đấy, nếu mà thời gian đấy tầm đấy. Em đang tính gì đấy? Em đang tính mấy năm nữa là em bao nhiêu tuổi à? Đến tuổi lấy chồng chưa à? Hay như thế nào? 2000 là 21 này. 21 mà 3, 4 năm nữa thì là 24, 25. Cũng đẹp, cũng chuẩn đấy. Anh ấy cũng chuẩn đấy. Hình như cũng trực tuổi đó là em cũng cưới chồng. Cứ để tầm mấy năm nữa đấy xem tình hình nào. Anh chỉ sợ là năm sau em cưới luôn. Con cái hay vậy lắm. Cứ bảo là thôi em bằng này cưới cứ chơi đã, xong rồi đùng phát năm sau cưới. Nope. Mấy đứa bạn anh vậy. Chơi thiệt à? Muốn nghe bài gì nữa không? Anh hát cho nghe. Muốn nghe bài gì? Bố mình chị lâu lắm rồi đấy nhá. Cảm giác lấy vợ được rồi à? Là bài gì? Thế thì có bài này luôn. Hôm nay anh mặc một chiếc áo rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót em đã tặng. Đôi tay anh cầm một đoá hoa thúc cầu, loài hoa khi xưa em thích. Pa 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 đi da. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Anh có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ anh em nhé, anh sẽ bước đến bên em nói. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với anh không?
yêu anh say đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. Em có yêu anh không? Em có muốn về nhà với anh không? Tình yêu anh say đủ lớn để dù nào đừng bao anh phải mong chờ. Em lấy anh không? Có muốn về nhà với anh không? Tình yêu anh say đủ lớn để dù thương đau ta vẫn có nhau. Em có yêu anh không? Có muốn về nhà với anh không? Đừng lặng im như thế, trả lời anh đi, đừng bắt anh phải mong chờ. Đừng lặng im như thế, trả lời anh đi, đừng bắt anh phải mong chờ. Sao? Nghe bài này thì muốn lấy chồng chưa? Không. Sao lại không? Nhưng mà bài này dễ thương. Bài này hay mà. Ừ. Bài này hay nhỉ? Thế vậy sau lại có anh nào hát cầu hôn cho nhỉ? Em hy vọng vậy luôn. Em hốp sâu luôn. Chốt. Thôi rồi, thế thì tầm... thế thì tầm vài năm nữa, nếu mà... chưa ấy thì anh lại hát bài này cho em nghe. Ok. Bài này cho em nghe nhưng mà cũng chỉ nghe chơi thôi. Tình tan vỡ một mình bước trong đêm, tìm lại những giấc mơ. À, em nghĩ rồi. Nghĩ cái gì? Bây giờ bài em thích đi. Bài em thích là bài gì? Em thích. Bài em thích là bài gì ấy? Bài em thích đó. Ok. What? Em thích là bài gì? Là bài em thích là cái bài tên là em thích. À, cái bài em thích. À thế à? À, bài em thích mời mời đấy đúng không? Ừ. Bài đấy đang hot TikTok hay sao ấy? 12 seconds later. Em nghe rõ không? Và em thấy cô đơn, anh sẽ luôn ở đây vì anh chẳng muốn công chúa của anh ướt mi. Lại đây để anh ôm em thật lâu nào. Anh sẽ trao hết yêu thương để em quên mau. 2 giờ đêm anh vẫn còn nhớ những lúc ta trao nhau ngọt ngào. Phải làm sao để em nói đi thế mà không nhạt phai, cho lòng anh mơ màng rồi rơi xuống đây làm con tim anh đắm say. Chỉ muốn nắm tay người và đi hết cuộc đời này. Lại nếu thấy cô đơn anh sẽ luôn ở đây vì anh chẳng muốn công chúa của anh ướt mi. Lại đây thế anh ôm em thật lâu nào. Anh chỉ muốn yêu thương để em quên mau. Anh chỉ muốn trao hết yêu thương để em quên mau. Bài này anh không thuộc lắm. Lại điệp khúc nha. Và nếu em thấy cô đơn anh sẽ luôn ở đây vì anh lại muốn công chúa của anh không ướt mi. Lại đây để anh ôm em thật lâu nào. Anh sẽ trao hết yêu thương để em quên mau. Anh sẽ trao hết yêu thương để em quên mau. Thôi đi, tắm rửa các thứ đi, xong rồi mai đi quay. Ừ. Anh không nghỉ
nhìn thấy sớm nha, mắt quầng thâm như trời luôn. Đâu, làm sao mà nhìn thấy? Thâm thấy, trời. Do đèn đấy chứ. Dạ. Thấy đi, xong rồi mai như nào nhỉ? Mai thì mình có hẹn đó. Mấy giờ? Mai mấy giờ? Chốt đơn là 8 rưỡi đi, à quên 7 rưỡi đi, 7, 8 giờ đi. 7 rưỡi 8 giờ mới bắt đầu đi á, muộn thế nhỉ? À ừ, đúng rồi. Chơi, chơi, dân, dân 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 đi ba nên là đi giờ đấy bắt đầu ra tiếng Anh thế nào hả? Thôi rồi đi giờ đấy được, đẹp. Ok, chốt đơn nha. Chốt đơn. Không đi giờ mấy. Được rồi. Đấy nhá, thế đi. Thế đi, anh giờ đi tắm đây. Giờ quay các thứ rồi. Ừ. Bye bye. Em đây, see you later. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi đến những giây phút cuối cùng của clip ngày hôm nay. Thì mình cũng xem qua rất nhiều những clip các bạn comment ở bên dưới. Thì cũng có một vài bạn các bạn thích nữa. Nên là trong một vài số tới thì mình sẽ video call của những bạn ấy. Ok, anh em có đoán được là clip tiếp theo mình sẽ làm với ai không? Thì anh em comment ở bên dưới nha. Và các bạn comment luôn, đó là các bạn muốn mình làm video call với bạn nào thì các bạn có thể comment luôn ở bài đăng bên dưới. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và nhớ cho mình một like, một share ở video này. Và nhớ subscribe My Anh Tỏ Official nữa. Nhớ bật thông báo nữa nha. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.